chương trình này được bảo trợ bởi mua hai món ưa thích như bốn miếng mặt nuggets và một bánh mặt chicken chỉ ba đồng chín giá cả và địa điểm có thể khác nhau chin và Kim Thư Cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ Việt Nam bảy một bốn chín tám năm chín 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 và bảy một bốn sáu năm bảy bảy tám sáu sáu Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Học khu Huntington Beach Union High School District Phở 86 truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian 714-839-4591. Để không còn bị đau lưng hoặc nhức vai khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, xin mời đến ngay với Magic Mattress 714-777-5777. Trở lại với cà phê sáng khi nãy Ngọc Lan gửi đến một cái bản tin về lòng thương cảm của một người hàng xóm với người hàng xóm khác và đây là cái bản tin hiếm hoi chưa bao giờ thấy đó là chỉ một lời yêu cầu của một người hàng xóm nói rằng ông cụ của tôi bệnh rồi nhìn thấy những cái cảnh mà ma quỷ ở ngoài đường phố như thế làm cho ông lo sợ hơn bởi vì cái ngày mà cuối đời của ông cũng sắp đến gần rồi thì yêu cầu cái người phụ nữ này dẹp vậy mà bà nghe lời bà nói rằng đúng làm như thế mà chỉ cần một người hàng xóm không hài lòng thôi bà cũng thêm cảm thấy tội lỗi dẹp hết tất cả nhưng mà nếu mà như mà chúng tôi đó thì thay vì dẹp hết như vậy đó thì phải thay bằng cái hình ảnh khác vâng để giúp cho ông cụ có thể sống thêm những ngày khác nữa thay vì những hình ảnh ma đó mình để ngoài trước cửa những hình ảnh tươi tắn hơn thì cũng là Halloween thưa quý vị đâu có gì khác đâu nhưng mà thay vì ma bằng nghĩa là bộ xương thì là bằng những cái hình ảnh mà nó giúp cho ông cụ oh, mỗi một ngày ông cụ sẽ chờ đợi để ở ngoài cửa sổ và cảm thấy mình có thể sống thêm để mà chiêm ngưỡng những cái hình ảnh đẹp ngày halloween này Why not? Hay quá, ý không tưởng của thầy hay quá, Ngọc Lan không nghề tưởng tượng ra. Không... Là Ngọc Lan không biết, Ở đó mà... anh thầy nói Ô, sẽ thay bằng canh khác Ngọc Lan không biết anh thầy muốn Bởi nói vì, cái gì. Quý vị, chúng tôi đi Halloween trước đây mấy năm á thì đã có nhiều người mình thấy là ma cà rồng ghê gớm ừ, ừ, không? Ừ. Nhưng mà có những cô gái nghĩa là sử dụng toàn bộ ma đẹp. những cái đẹp của mình để làm thành ma đẹp. <laughs> nghĩa là cũng ở trên miệng cũng làm nghĩa là răng giả ghê gớm lắm nhìn nghe răng ra đó. Thí dụ như là đó cái hình chúng tôi tìm đồ đây nhe răng ra thì cũng máu chảy hết cả ừ, nhưng nha. mà nhìn vào thì không sợ <cười> <cười> ma mà nhìn không sợ. Okay. Thưa quý vị chúng tôi gửi đến quý vị một cái bản tin này lâu lắm rồi hầu như là chưa bao giờ được biết cả. Đó là đời sống đằng sau của những người nổi tiếng trên thế giới trong đó có một nhân vật chủ Apple tổng giám đốc của công ty Apple nó dính liền với cái tên tuổi của những điện thoại chúng ta sử dụng tổng giám đốc Tim Cook ngày hôm nay có người lần đầu tiên được phỏng vấn ông và ông kể chi tiết về đời sống của ông sinh hoạt của ông mỗi một ngày như thế nào và qua cái tin tức này mình mới thấy kinh ngạc à, để mà vận hành một công ty khổng lồ nhất trên thế giới này phải nói rằng cái hoạt động của ông Tim Cook mình phải ngưỡng phục luôn đó Ngọc Lan. 3 giờ 45 phút sáng ông thức dậy. Ừ. Every day. 3 giờ 45 phút sáng. Nghĩa là sau khi vệ sinh không, xong. Every day. Tiếng đồng hồ đầu tiên tức là 3 giờ 45. Cho tới 4 giờ 45. Ông đọc email. Ừ. Ông nói một tiếng đồng hồ. Ông coi hết tất cả các email và nếu có email nào quan trọng thì ông sẽ trả lời, còn những email nào không quan trọng thì ông để qua cho thư ký hay là yêu cầu thư ký làm việc. Một tiếng đồng hồ sau đó đó là khoảng đúng 5 giờ ông đi tập thể dục. À sau khi tập thể dục xong và họ nói đó bởi vì ở trong cái Apple campus đó, nó lớn khủng khiếp như vậy, lớn nhất thế giới luôn đó thưa quý vị, nó giống như là cái đĩa bay đó ở trên San Francisco á thì uh, thay vì ông tập thể dục trong đó cũng được nhưng mà ông nói rằng tôi không muốn vừa chạy bộ mà gặp nhân viên bởi vì ông nói tôi có một cái đời sống kín đáo tôi thích thích kín đáo lắm ông không muốn có cái chuyện gì mà cái thắc người ta khác nhìn vào thì đó là cái đời sống của tim cook và cái điểm đáng kinh ngạc hơn nữa đó ông cho biết tôi là người cuối cùng tắt cái đèn văn phòng của tôi uhm. nhân viên thư ký gì của tôi về hết rồi đến lúc đó tôi mới rời văn phòng wow. sau khi rời văn phòng đi ăn tối vân vân và <laughs> suốt một ngày trời từ lúc ông tập thể dục xong cho đến khi ông chính thức ông vào văn phòng làm việc là họp liên tục vâng mấy người ceo đó là cái công việc của họ là họp cái việc đầu tiên của mười tổng giám đốc là xem coi cái tình hình hiện nay như thế nào bởi vì các giám đốc khác sẽ báo cáo được trong vòng 24 tiếng vừa qua đã có những diễn biến như thế nào rồi à, à, nhiều thứ khác nữa hoạt động kinh tế của hãng ra sao nhân viên rồi những cái chính sách rồi sau đó chưa kể đó là ông còn phải lấy hẹn để ăn trưa với ai quan trọng hầu như mỗi một ngày xong rồi ăn tối với ai rồi đi họp không những họp của văn phòng apple mà sau đó ông lên xe hoặc là thậm chí máy bay, bay riêng bay đi đến nơi khác để đi họp nữa nó bận rộn suốt từ sáng tới tối luôn ngọc lan cho nên ông lại là người cuối cùng để rời khỏi văn phòng và hoạt động của một cái vị tổng giám đốc như thế đó ông nói lẽ đương nhiên trong ngày cuối tuần thì tôi có thì giờ rảnh rỗi để thư giãn thế nhưng không khác như những vị tổng giám đốc khác hoặc là những người khác đi đánh go tức là gặp nhau ở ngoài sân go hoặc là đi chơi du thuyền đời sống Tim Cook hoàn toàn là chỉ để làm việc thôi, à ngạc nhiên ghê ha. Ông uh, Bill Gates, Microsoft và uh, ông còn có du thuyền, ông còn mua những cái khách sạn sang trọng ở bên Ý để đi chơi này nọ đó Rồi uh, Jeff Bezos của Amazon vân vân. Nhưng mà riêng với Tim Cook với lại ông Elon Musk, uh, tôi thấy hai người làm việc khủng khiếp. Elon Musk hầu như không thấy ông đi chơi hay là du thuyền hay gì cả. Mà mỗi lần gặp nói chuyện về ông, ông chỉ nói chuyện về công việc làm của ông thôi, quá bận rộn. Cho nên có những vị giám đốc tỷ tỷ phú như thế mà đời sống của họ nó còn hơn cả những người mà bình thường làm việc mỗi một ngày. Ông này à, ông thức sớm hơn những người làm cà phê sáng như mình chừng nửa tiếng, à mình cũng thức bốn giờ mấy. Nhưng mà quý vị, cái đam mê của họ là công việc. Họ à, họ tìm đó. thấy niềm vui khi mà họ được làm việc. Ngọc Lan thấy có nhiều người như vậy á, người ta chỉ thích làm việc thôi, mà làm việc không phải là họ làm mà họ cảm thấy là mệt mỏi họ làm như yeah. một cái trách nhiệm họ làm vì chén cơm, Đúng không hẳn là như vậy mà họ làm là, là bởi vì họ họ nghĩ làm việc nó vui, họ cảm thấy nó vui. Lại... Nếu không cho họ làm á họ sẽ bức rứt. Với rức. lại một phần đó cái trách nhiệm ừ. lãnh đạo một đại công ty toàn cầu nó khủng khiếp quá, ha. bởi vì quý vị ừ. đâu phải là chỉ có cái 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 iPhone sắp tới, cái kỹ thuật software sắp tới nói về kỹ thuật đó nó không phải như thế mà nó còn về những cái vấn đề chính trị. Ừ. Rồi đối đầu với những vụ kiện của công ty, cái người tổng giám đốc phải biết hết tất cả và ông Thiêm cước ông nói tôi muốn biết hết từ trong ra ngoài, kể cả những nhân viên họ có làm việc thoải mái hay không rồi ngay cả cái campus của Apple có những cái vấn đề đều phải được báo cáo và đó là lý do cuộc họp của ông nó kéo dài suốt một ngày làm việc thì cũng nhiều nhưng mà họp thì rất là nhiều bởi vì cái họp đối với những người tổng giám đốc vô cùng quan trọng ừ. họp thì họ mới biết được cái chuyện gì đang xảy ra với công ty từ những người giám đốc khác báo cáo và đồng thời những người giám đốc khác cũng muốn biết ý kiến của ông đóng góp để giúp cho họ có thể làm việc hữu hiệu hơn ừ tại vì tất cả đều trong cậy một cái vị tổng giám đốc như thế này ngoài ra đó ông họp để nhận thức được những quan điểm ý kiến và kể cả sáng kiến khác nữa rồi nhờ những cái cuộc họp này mà có biết bao nhiêu cái sáng kiến nó được đưa ra ông phải nghe cái sáng kiến đó ô có người nói ô à, tôi mới thấy cái, cái kỹ thuật về à, điện thoại của Samsung hoặc là của Trung Quốc hay vân vân và nhiều thứ. Apple đâu phải chỉ có mỗi điện thoại đâu. Apple còn bao nhiêu sản phẩm khác nữa. Và ông phải là cái người nhúng tay vào từng cái sản phẩm này một từ thiết kế cho tới khi bán ra và cũng như những cái lời bình phẩm về cái sản phẩm đó nữa. Kinh khủng ha. Nếu mà không làm việc nhiều giờ, không thức dậy 3 giờ 45, ông nói tôi không có đủ giờ để tôi làm việc, mặc dù tôi là người cuối cùng rời khỏi văn phòng. Ngưỡng mộ vô cùng thưa quý vị chúng tôi tiếp tục với cà phê sáng ngay sau phần quảng cáo